Sáng ngày 3 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 9 tháng 3 năm Quý Mão, môn đồ Pháp Quyến và Phật tử chùa Pháp Hoa, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, thành kính tổ chức lễ khuyến nhật cố Hòa Thượng Thích Như Nhiệm, nguyên trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Điện Bàn, bây giờ là thị xã Điện Bàn, trụ trì chùa Pháp Hoa, phường Vĩnh Điện. Quang lâm chứng minh và niêm hương cầu nguyện có Hòa Thượng Thích Đồng Huyện, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Hoàng Pháp Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Thích Như Phẩm, chứng minh ban trị sự Phật giáo thành phố Hội An, Thượng tọa Thích Huệ Phát, Ủy viên thường trực, trưởng ban kinh tế tài chánh Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo thị xã, cùng chư tôn giáo phẩm, chư tăng ni trong và ngoài thị xã Điện Bàn, đông đảo Phật tử nhất tâm đồng cầu nguyện. Trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, chư tôn đức tăng ni đã niêm hương bạch Phật, cúng ngọ, sau đó đốt nén hương tưởng niệm.